Xin chào Khoa, chào tất cả các bạn. Trong buổi chữa bài qua video ngày hôm nay, Khoa sẽ dạy chúng mình về chuyên đề sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ. Đây là một chuyên đề rất là hay và chúng ta cũng rất hay gặp trong bài kiểm tra của chúng ta. Và cô rất là mong là sau khi học video này, chúng mình sẽ không nhầm về dạng bài này nữa nhé. Vì đây là một dạng bài rất là hay các bạn ạ. Vâng, nó không dễ nhưng rất là hay. Nào, và nhiệm vụ chúng mình là thuộc cấu trúc và các bạn luyện tập nữa là rất là ok. Ok, so now let's get started. Chúng ta cùng bắt đầu thôi em nhé. Câu đầu tiên nào. Annie and her brothers is hay là are at school. Thì các bạn thấy cho qua là trong câu này chúng đây chúng ta có chủ ngữ chúng ta là Annie and her brothers. Annie và những người anh trai của cô ấy thì là nhiều người phải không ạ? Vâng. Vậy thì lúc đó danh từ số nhiều, động từ chúng ta sẽ chia ở dạng số nhiều. Are các bạn nhé. Câu số 2 nào. Either my mother or my father coming to the meeting. À, hoặc là mẹ tôi hoặc là bố tôi sẽ đến cuộc họp. Thế thì các bạn thấy cho cô ở đây là ở đây chính là cái cấu trúc hoặc thế nào hoặc thế kia, có đúng không? Và cấu trúc của chúng ta là either chấm chấm or. Vâng. Thế thì theo nguyên tắc lý thuyết của chúng ta như sau. Cô A gọi my mother là N1, đúng không ạ? My father là N2. Vậy thì theo cấu trúc mà chúng ta được học ấy, thế thì câu này chúng ta sẽ chia động từ theo N2, tức là danh từ số 2 trong câu. Và danh từ thứ hai trong câu của chúng ta đây chính là my father. Chúng ta thấy có từ father đây tức là một người bố thôi đúng không? Bởi vì cô thấy là không có từ s tức là một người bố thôi. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ chia động từ ở dạng số it. Vậy ra câu trả lời sẽ là is. Câu số 3 các bạn nhé. The dog and the cats outside. Cô dịch câu này như sau. Con chó và những con con chó hoặc là những con mèo đang ở bên ngoài. Vâng. Thế thì ở đây chúng ta có từ or ở đây. Thì cô hay gọi the dog là N1, the cat là N2. Vậy theo lý thuyết chúng ta học thì chúng ta sẽ chia theo N2, tức là danh từ thứ hai. Và đây là cat là những con mèo. Vì cô thấy có từ S ở đây là nhiều con mèo đúng không? Danh từ số nhiều thì động từ sẽ chia ở dạng số nhiều. Cô mời chúng mình sang câu số 4 nhé. Either my shoes or your coat. Vâng. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ chia theo N2 là your coat. Your coat là một cái áo khoác của bạn, danh từ số ít. Vậy chúng ta sẽ dùng động từ số ít nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 5 ạ. Jock and Tamara want to see that movie. Jock và Tamara là mấy người các bạn nhỉ? À, là hai người phải không? Ừ, hai người. Vậy chúng ta là danh từ số nhiều thì động từ sẽ phải chia ở dạng số nhiều. Và chúng ta sẽ dùng trợ động từ don't. Bởi vì don't dùng cho các ngôi gì? I, you, we, they. Đúng ạ. John và Tamara là hai người, tức là thầy cho ngồi dậy. Cô mời chúng mình sang câu 6 nhé. Benito doesn't know the answer. Benito là một người phải không? Vậy chúng ta sẽ dùng trợ động từ doesn't. Câu số 7 nhé. One of my sisters going on a trip to France. Một trong số những người chị của tôi sẽ đi đến nước Pháp. Các bạn chú ý chúng mình có một cấu trúc như sau. One of my cộng danh từ số nhiều nhưng động từ chúng ta sẽ chia số ít nhé. Vậy câu này của chúng ta sẽ là she is. Câu số 8 ạ. The man with all the birds on my street. Vâng. À, câu này qua dịch như sau ạ. Người đàn ông cùng với những tất cả chú chim đều sống ở khu phố nhà tôi. Thế thì các bạn thấy cho qua là the man qua gọi là danh từ N1 được nối bởi từ with, đúng không ạ? Và N2 của chúng ta đây sẽ là on the birds. Và theo lý thuyết của chúng ta học thì chúng ta động từ sẽ chia theo N1, tức là danh từ số 1. Ở đây là một người đàn ông, vậy thì động từ là danh từ dạng số ít thì động từ cũng chia ở số ít, cho nên đây sẽ là lives. Cô mời chúng mình sang câu số 9 nhé. The movie including on the previews about 2 hours to watch. Bộ phim bao gồm tất cả những cái preview, tức là những cái xem trước ạ. Vâng, mất khoảng bao nhiêu ạ? 2 giờ đồng hồ để xem, đúng không? Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ chia theo cái nào đây? The movie, cô A gọi là N1. On the previews, gọi là N2. Hai danh từ này được kết nối với nhau bởi từ nối including, bao gồm. Vậy lúc đó động từ chia sẽ chia theo N1. Vâng. Movie là một bộ phim vì không có S ở sau danh từ movie. Vì vậy, động từ ở đây sẽ chia ở dạng số ít. Vậy đây sẽ là text các bạn nhé.
Khoa mời chúng mình sang câu số 10 nào. The players as well as the captain to win. À, ở đây chúng ta có từ nối là as well as. Người ta dịch là cũng như. The players, cô gọi là N1. The captain, cô gọi là N2, tức là danh từ số 2. Đúng không ạ? Và theo nguyên tắc thì chúng ta với cấu trúc mà đi với từ nối là as well as thì chúng ta sẽ nối, chúng ta sẽ chia động từ theo danh từ N1 các bạn ạ. Vậy đây sẽ phải là players, ở đây là có S, tức là nhiều người chơi phải không? Danh từ số nhiều tương đương với động từ số nhiều nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 7 nào. Either answer, vâng, chẳng câu hỏi nào là được chấp nhận cả. Vâng, acceptable nghĩa là chấp nhận. Thế thì ở đây chúng ta thấy là có từ either answer. Answer số ít đúng không ạ? Vâng, vậy thì động từ sẽ là số ít. Vậy đây sẽ là is. Câu số 12 các bạn nhé. Câu số 12 nào. Every one of those books fiction. Vâng, mọi cuốn trong những cuốn sách này đều là tiểu thuyết cả. Đúng không ạ? Everyone. Vâng. Nghe thì có vẻ là số nhiều đúng không ạ? Nhưng sẽ là số ít các bạn ạ. Vâng. Vậy thì động từ chúng ta sẽ chia số ít các bạn nhé. Trong tiếng Anh, mọi người, mọi vật. Trong tiếng Việt thì sẽ là số nhiều. Nhưng trong tiếng Anh lại là số ít các bạn ạ. Ok. Hơi ngược ngược đúng không ạ? Câu số 13. Nobody the trouble I've seen. Không ai thấy cái vấn đề mà tôi đã từng nhìn thấy. Ok. Và nobody là đại từ bất định. Thì động từ sẽ phải chia ở dạng số ít. Luôn là như vậy. Vâng. Hay là nothing. Đại từ bất định dành cho vật ạ. Thì các bạn cũng dùng động từ số ít cho cô Hoa nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 14 nào. The news on at 5 or 6. Vâng. Tức là news là tin tức. Tin tức có chiếu vào 5 hoặc 6 giờ không? Vâng. News là danh từ mặc dù có S nhưng nó luôn là danh từ số gì? Số ít. Vâng. Vậy câu 14 của chúng ta sẽ là is. Cô mời chúng mình sang câu số 15 nhé. Mathematics, John's favorite subject. While civics, Andrea's favorite subject. Môn toán là môn học ưa thích của John. Trong khi civics là môn học ưa thích của Andrea. Đúng ạ? Các bạn nhớ cho qua này, trong tiếng Anh ạ. Cứ môn học. Vâng. Mặc dù có S nhưng chúng ta vẫn chia động từ ở dạng số ít. Vậy đây sẽ là is. Đây sẽ là is. Ok. Cô mời chúng mình sang câu số 16 ạ. $8 the price of a movie these days. Vâng, $8 là giá của một tức là để xem phim vào những ngày này. Đúng không ạ? Vâng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là từ chỉ số lượng, giá cả hay tiền thì chúng ta đều chia động từ dạng số ít các bạn nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 17 nào. The tweezers in this drawer. Ok. Nào, tweezers. Chúng mình thấy là dạng số nhiều đúng không ạ? Vâng. Thì động từ sẽ là dạng số nhiều. Vậy to be sẽ là động từ, to be sẽ là are. Câu số 18 nhé. Your pants at the cleaners. Cái quần của bạn ở chỗ giặt quần áo đấy. Vâng. Thế thì cho hỏi là quần ở đây là có S, tức là nhiều. Danh từ số nhiều với quần phải hai ống đúng không ạ? Vâng. Qua vẫn nói là quần hai ống đấy ạ. Cho nên câu này chúng ta sẽ chia động từ ở dạng số nhiều nhé. Are. Qua mời chúng mình sang câu số 19 nào. There were still 15 candies in that bag. Now there only one left. Nào, tức là chỉ có 15 cây nến ở cái túi đó thôi và bây giờ là chỉ còn có một thôi đúng không ạ? Vâng. 15 cây nến là số nhiều phải không ạ? Vậy các bạn sẽ dùng là they were cho câu A nhá. Nhưng bây giờ chỉ còn có một cái còn lại, left. Left ở đây các bạn không dịch là bên trái cho câu A. Mà các bạn dịch cho cô là gì ạ? Còn lại nhá. Rồi, vậy câu này sẽ phải là gì ạ? There is only one left. Câu số 20 nhá. The committee these questions carefully. Debate có nghĩa là tranh cãi. Vâng ạ. Ủy viên đã tranh cãi những câu hỏi này rất là một cách rất cẩn thận. Vâng. Quan nhớ cho các bạn là committee đây là danh từ số ít. Thì động từ ở đây sẽ là số ít. Vậy thì debate. Cô mời chúng mình sang câu số 21 nào. The committee members were different life in private. Chúng mình có chút rất là hay các bạn này. Dù qua muốn nói là sống một cuộc sống tốt đẹp, qua sẽ nói là lead a good life. Vâng, sống một cuộc sống tốt đẹp thì chúng ta sẽ nói như này nhá. Lead a good life, được không ạ? Vâng, nhưng mà đây của chúng ta dịch là gì ạ?
in private, tức là đời tư đúng không ạ? Vâng, tất cả các thành viên ở ủy viên ạ thì đều có những cuộc sống rất là khác nhau ở đời tư đúng không ạ? Vâng, thế thì trong câu này chúng mình thấy là vâng, members số nhiều đúng không? Vâng, vậy thì danh từ số nhiều, động từ phải chia số nhiều. Vậy chúng ta sẽ nói là lead, động từ số nhiều nhá. Câu 2 cho qua nào. The Prime Minister together with his wife. Vâng, câu A, ở đây chúng ta có từ nối là together with, người ta dịch là cùng với. The Prime Minister, câu A gọi là N1. His wife, câu A gọi là N2. Thì động từ chúng ta sẽ chia theo N1. Vâng ạ, tức là chia theo cái The Prime Minister này. Vậy thì danh từ số ít thì động từ sẽ chia ở số ít. Câu 23 nhé. All of the cities, even the scratch one, in this case. Vâng, tất cả những city, thậm chí là những cái bị xước ạ, thì đều ở trong cái case này. Đúng không ạ? Vâng, vậy câu này của chúng ta sẽ phải là gì ạ? Vâng, chúng ta sẽ chia theo all the cities ở đây nhá. Vâng, còn thành phần đây chỉ là gì? Thậm chí cả cái bị xước, tức là nó chỉ là bổ nghĩa thôi. Thêm thành phần, thêm thông tin mà thôi ạ. Vâng, vậy câu này của chúng ta sẽ phải là động từ ở số nhiều, vì đây là cities và số nhiều các bạn nhé. Rồi, qua mời chúng mình làm 10 câu tiếp theo cho qua nào. Wow, so many, right? Rất rất nhiều phải không ạ? Nào, chúng mình tiếp tục nào. Câu tiếp theo. Câu số 1 nhé. Your friendship over the years and your support meant a great deal to us. Tình bạn của bạn qua nhiều năm và sự hỗ trợ của bạn là một cái deal, cái từ deal nghĩa là món hời các bạn, tức là một cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc đời của chúng tôi rồi. Đúng không ạ? Đối với chúng tôi rồi. Ok, vậy câu này đáp án của chúng ta sẽ phải là gì đấy ạ? Vâng, danh từ của chúng ta, danh từ của chúng ta ở đây là gì? Tình bạn và sự hỗ trợ, đúng không? Thì đây phải dùng động từ số nhiều. Vâng, vì đây là hai sự việc mà, tình bạn mà, tình bạn và sự hỗ trợ mà, thì có phải là hai chủ thể không ạ? Thế thì rõ ràng thì động từ chúng ta phải chia số nhiều ở đây nhá. Ok, rồi. Rồi, câu dưới này, câu dưới là câu trên là câu ví dụ, câu dưới vẫn thiếu chữ X. Everyone in the telecom focus group. Vâng. Mọi người là đại từ bất định luôn chia từ dạng số ít các bạn nhé. Vâng, cái này chúng ta nói rất nhiều trong các câu rồi. Chúng mình sang câu số 2 nào. Harmington Family Center, a shelter for teenage runaways in San Francisco, a wide variety of services. Vâng, a wide variety of, tức là rất nhiều, rất nhiều các dịch vụ, đúng không? Rồi, thì các bạn thấy cho cô Hoa là ở đây chủ ngữ của chúng ta sẽ là gì? Harmington Family Center, trung tâm gia đình Harmington đúng không ạ? Vâng, thì là danh từ số ít đúng không? Thì động từ phải chia số thì số ít. Còn cái thành phần là a shelter for, một mái nhà cho gì đấy, thì nó chỉ là bổ sung ý nghĩa thôi. Chúng mình sang câu số 3 nhé. The main source of income for a terminal, oil and pitch. Các bạn chú ý này, chúng ta có từ of. Trong tiếng Anh chúng ta có một nguyên tắc như sau. N1 of N2, danh từ 1 of danh từ 2. Vâng ạ. Ok nhá. Thì chúng ta này chia động từ theo N1 đúng không ạ? Vâng. Thế thì là cái nguồn thu nhập chính đúng không ạ? Cho chimney đó là dầu và pitch đúng không ạ? Vâng. Thế thì chúng ta sẽ là the main source ở đây là danh từ số ít. Vậy thì động từ cũng phải chia số ít. Vậy đây sẽ là is các bạn nhé. Câu số 4 cho các bạn nào. The chances of your being promoted. Thì đó, excellent. Vâng, đấy vẫn là theo cấu trúc ở câu số 3. N1 of N2. Đúng không ạ? Vâng, câu 3. Your being promoted tức là việc được thăng chức của bạn, được thăng tiến của bạn. Vâng, những cái cơ hội của những cái việc thăng tiến của bạn là rất là xuất sắc. Đúng không ạ? Vâng, vậy thì chúng ta sẽ chia theo, động từ chia theo N1. Và đây là những cơ hội phải, là danh từ số gì? À, có S đấy, tức là danh từ số nhiều đúng không? Vậy thì động từ của chúng ta sẽ chia số nhiều. Vậy đây sẽ là động từ to be or. Cô mời chúng mình sang câu số 5 nhé. There a Pokemon card stuck to the refrigerator. À, có một cái thẻ Pokemon đã bị sao? À, đã bị kẹp ở cái refrigerator, ở cái tủ lạnh. Có đúng không ạ? Vâng. Thế ở đây là có mấy thẻ các bạn nhỉ? À, có một thẻ a Pokemon card, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng gì nhỉ? There was, các bạn nhé. Cô mời chúng mình sang câu 6 nào. Neither the professor nor his assistant able to solve the mystery of the
Andy Grove in the laboratory. Ở đây chúng ta có từ laboratory có nghĩa là phòng thí nghiệm các bạn ạ. Vâng, các bạn nhìn cho cô này. Neither nor. Vâng, chúng ta có một nguyên trạng như sau. Neither N1 nor N2. Động từ chia theo N2. Vâng, đây các bạn nhìn này. Cô A gọi là the professor là N1. His assistant cô A gọi là N2. Đúng không ạ? Vâng, vậy thì động từ sẽ chia theo N2. N2 của chúng ta ở đây chính là danh từ số 2, tức là his assistants, là những người trợ lý, đúng không ạ? Những người trợ lý của S ở đây tức là số nhiều, đúng không? Vậy thì động từ phải chia số nhiều. Cô mời chúng mình sang câu số 7 nhé. Many hours of the driving range letters to design golf balls with GPS locators in them. Rồi, nào. Many hours, nhiều giờ, đúng không ạ? Nhiều giờ ở cái đường đua này đã cho chúng tôi là dẫn chúng tôi đến cái việc thiết kế cái quả bóng golf bằng cái định vị GPS ở cái quả bóng đấy, đúng không ạ? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta là nhiều giờ này chính là chủ ngữ, đúng không ạ? Là danh từ dạng số nhiều thì động từ về dạng số nhiều. Ok nhá. Rồi, qua mời chúng mình sang câu số 8 nào. Discover in the soil of our city garden a button dating from the civil war, dating from the turn of the century. Ok nào. Ở đây qua dịch là gì ạ? Cái việc được khám phá ở trong đất của gì ạ? Của cái vườn của thành phố. Thì ở đây của chúng ta sẽ là cái mà được khám phá ở trong đất này thì là cô gọi là N1. Of our city garden gọi là N2, đúng không? À, thế thì ở đây chúng ta sẽ là danh từ số ít, đúng không ạ? Cái được khám phá ở trong đất này thì chúng ta sẽ phải chia động từ dạng số ít. Danh từ số ít thì động từ số ít. Ok. Cô mời mình tới chúng mình ạ. Hoàn toàn theo cấu trúc phải không các bạn? Chúng mình sang câu số 9 cho cô nhé. Every year during the mid-summer festival, the smoke of village bonfires the sky. À, hàng năm, trong suốt lễ hội vào giữa hè, thì khói của cái lửa đốt ở làng ấy, đã phủ kín bầu trời. Đúng không ạ? Vâng. Vậy các bạn, chúng ta sẽ... nào. Chúng ta sẽ chia theo danh từ ở đây ạ. Ok. N1. Of N2. Vậy động từ chia theo N1. Vâng. The smoke là khói, là danh từ không được. Vậy chúng ta sẽ chia từ dạng số gì? Số ít các bạn nhé. Cô mời chúng mình sang câu số 10 nào. The story performers surrounded by children and adults eager to see magical tales. Vâng. Những người biểu diễn, những người biểu diễn của cái câu chuyện đấy đã bị vây quanh bởi những đứa trẻ và những người lớn háo hức để xem cái chuyện cổ tích rất là magic, rất là huyền bí, đúng không ạ? Vâng. Thế đây chúng ta danh từ đây ở dạng gì? Chủ nghĩa đây là dạng số nhiều, đúng không? Có S ở đây. Vâng, thì động từ phải là dạng số nhiều. Ok, rồi. Cô thấy là trong video này chúng ta đã học được rất rất nhiều cấu trúc rồi. Và nhiệm vụ của chúng các bạn là các bạn phải luyện đấy nhé. Phải luyện mới nhớ được cấu trúc ạ. Và cô hẹn gặp lại chúng mình trong video phần 2 tiếp theo với những cái dạng cấu trúc khác của dạng bài sự hòa hợp với chủ từ động từ nhé. Goodbye for now and have a good day. Bye.